Chào mừng các bạn đến với kênh của Ngô Lê nha. Bữa nay Ngô Lê đi thành phố, các bạn thấy đường xe rồi không? Chạy đông đúc, ở đây có cái tiệm chim cảnh rất là lớn nè. Chim cảnh ở đường Lê Hồng Phong nè. Các bạn cùng xem clip của Ngô Lê nha. Đi nào. Đây là con chim thanh tước và con chào màu á, rất là đẹp đó. Cái này là yến phụng á anh, con này giờ bao nhiêu con vậy? 100.000. 100.000 con à. Nó nuôi dễ không vậy? Dễ nuôi không? Dễ nuôi anh, miễn là đừng có bỏ đói là được rồi. Rồi ở dưới cái đó là bạc má. Con này là con chim bạc má nha các bạn ơi. Mấy cái này đều đem từ bên Thái về hết. À đây, từ bên Thái Lan nhập về á, chứ không phải ở đây đâu. Thức ăn của nó là cái lúa. Cửa hàng chim cảnh ở 386 Lê Hồng Phong, quận 10 nha các bạn. Con này có chim gì vậy? Chim manh manh. Đây là con chim manh manh nha cả nhà. Cái con này bao nhiêu con vậy? Cái này một con 150 một con. À. Này chắc con sáo quá. Nhầm. Nhầm nha các bạn. Đó, đây là con nhầm đó. Đây là con dẹt xanh nè. Có mấy con bồ câu ở đây nữa nè, bồ câu trắng nè. Con này con gì vậy chị? Bẹt xám châu Phi nghe cả nhà ơi, tất cả bẹt xám châu Phi. Cái con này nó nói được. À, dạ xám châu Phi nè. Con gì? Green net. Cho anh một cái chậu đồng dứa đi không? Cửa hàng này có rất nhiều chim cảnh các bạn. Bất cứ con chim gì anh thấy ở bên Thái có là đây có. Đúng rồi, ở đây là chim nhập từ Thái Lan qua đó. Các bạn có nhu cầu thì cứ việc đến đây, số đường Lê Hồng Phong á. À các bạn coi lại con dẹt xám châu Phi nè nghe. Đó. Đây. Đây là con dẹt xanh nha các bạn. À còn đây là con yến phụng nè. Yến phụng, chim yến phụng á. Để cao cao lên. Này của nước nào vậy chị? Của nước nào?
Cái này là chim bảy màu nha các bạn ơi, đây là bên Thái Lan nhập về. Chứ Việt Nam mình không biết có không đây. À, đây là hồng yến đó. Là cái tiệm kim cảnh này rất là lớn á. Ừ. Nó ăn sâu, sâu với thức ăn. Thức ăn với lại cà phê. Vô đây coi. Lá. Chị là tên gì? Hồng Nhung. À, cái tiệm của chị Hồng Nhung này rất nhiều kim cảnh á. Đây là đường đường Lê Hồng Phong nha các bạn. Đây là mấy con nhộng. À, con này con sáo nè. Cái này con chim bạc má phải không chị? Bạc má Nhật. À, cái này bạc má Nhật nha, con chim bạc má Nhật á. Bạc má của Nhật. Giữa đô thị ồn ào nhưng mà ở đây có một cái tiệm chim cảnh cũng rất là lớn đó. Các bạn thấy đây là đường Lê Hồng Phong á. Cửa hàng chim cảnh Lê Hồng Phong, Hồng Nhung các bạn. À, cửa hàng chim cảnh Hồng Nhung. Những con chim rất là đẹp luôn. Chị ơi, hỏi thăm coi cái chỗ mình mở cửa là từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? Mở cửa từ 8 giờ đến 7 giờ tối. 8 giờ tới 7 giờ tối là chị ở đây bán đủ các loại chim. À, chim nhập từ nước ngoài về. Tức là ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp tới đây thì chị có thể là mua bán lại. À, có ở đây có kể cả thức ăn về chim đó các bạn. À, đủ thức ăn về chim luôn. Cái cửa hàng này bán rất là sôi động trên cái đường Lê Hồng Phong các bạn. Khách ra vào rất là tấp nập á. Các bạn có nhu cầu về chim cảnh thì đến đây nha, đường Lê Hồng Phong đó. Dạo qua một lần tôi thấy ở đây rất là thân thiện với khách hàng nha các bạn. À, mọi người có nhu cầu thì nên ủng hộ dùm cho cái cơ sở chim cảnh này. Thôi, video của Ngô Lê đến đây cũng kết thúc. À, mong các bạn chờ đón video tiếp sau của Ngô Lê nha.